Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em là hai cục hàng mình mua ở trên Lazada. Thì bên trong đây nó sẽ là một cái gạo chữ C đa năng thương hiệu của Inco ha. Thì tại vì hôm trước mình thấy cái này giá nó quá rẻ, vậy thì mình mua hai cục luôn để dành mình sử dụng ha. Thì ở đây sẽ là thông tin đơn hàng của mình nè. Người ta ghi là gạo chữ C đa năng cao cấp Inco kẹp chữ G, CGV, cứng không gãy, chịu lực. Thì cái này mình mua sẽ được shop bảo hành cho mình là 6 tháng ha. Cái gạo này mình mua với giá là 137.000 một cái, mà hôm trước mình có mấy cái voucher giảm giá đó. Mình áp vô thì nó trừ còn có 47.000 anh em. Ở trên đây nó sẽ là thông tin giảm giá của mình nè. Voucher Lazada nó trừ cho mình là 30.000. Voucher miễn phí vận chuyển nó trừ 18.700. Voucher từ cửa hàng nó trừ 10.000. Và cái chỗ giảm ngay này nó giảm cho mình là 50.000 anh em. Thì những cái voucher giảm giá này nè, mình săn cũng rất là dễ luôn. Anh em nào mà chưa biết cách săn voucher giảm giá thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây. Anh em cứ nhấp vô đó để tham khảo. Khi nào mà có mua hàng thì mình áp mã vô để mua cho nó rẻ anh em. Ok, trước khi anh em mua hàng cũng như thường lệ, anh em cứ kiểm tra thông tin đơn hàng của mình coi nó chính xác hay chưa không nha. Ở bên đây thì mình có hai cục hàng nè, bởi vậy mình sẽ kiểm tra hai bên luôn. Ok, tiếp theo anh em sẽ kiểm tra xung quanh coi cục hàng của mình nó có bị rơi rớt, hư hỏng hay là bóp méo gì không nha. Thì trong quá trình anh em kiểm tra đó thì mình nhớ quay video lại giống như mình vậy nè ha. Lỡ như mà xui mình khui cục hàng ra mà nó có bị rơi rớt hư hỏng trong quá trình vận chuyển, hoặc là shop người ta gửi sai mẫu hàng của mình đó, thì mình sẽ gửi video này lên Lazada thì người ta sẽ giải quyết bồi thường lại cho mình. Có thể là người ta sẽ đổi cho mình một món hàng khác, hoặc là người ta sẽ hoàn tiền lại cho mình 100% hết nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui cục hàng ra luôn ha. Ở đây thì hai món hàng người ta đều quấn bằng một cái lớp cạc tông ha. Cái này thì mình thấy là cái bự cái nhỏ nè, không biết bên trong nó có giống nhau không nha. Thì đầu tiên mình sẽ khui là cái nhỏ ra ha. Cái này thì anh em sẽ khui từ từ ra nha. Wow. Rồi, và đây sẽ là cái cảo của mình ha anh em. Rất là bự luôn ha. Anh em nhìn thấy nè, hơn một gang tay luôn ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ khui cái này ra luôn ha. Rồi, thì tại vì mình mua một cái là một đơn hàng đó, bởi vì người ta sẽ gửi cho mình là hai kiện hàng khác nhau ha. Thì ở đây mình xem cơ thông số nó giống nhau không nha. Bên đây thì mình nhìn thấy nó sẽ có một cái tem thương hiệu của Inco nè. Và ở dưới đây sẽ là ngôn ngữ của các nước mà bên Inco người ta phân phối ha. Phía trên đây mình thấy nó có cái chữ Industrial nè. Và ở đây người ta ghi là 6 inch nè ha. Thì cái cảo của mình kích thước của nó là 6 inch nha. Trên đây mình nhìn thấy nó sẽ có một cái tem phụ nè. Thì tên sản phẩm, model, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu rồi nè. Rõ ràng cụ thể hết trơn ha. Và bên dưới đây sẽ là cái mã của cái cảo nè, HGC0106 nè ha. Và mình lật ở phía sau thì nó cũng là những cái thông tin của cái cảo. Ở bên đây người ta ghi kích thước 6 inch đó là mình sẽ đo là cái lòng cảo ha. Bên đây thì mã vạch cụ thể rõ ràng hết em. Ok, bây giờ mình sẽ mở luôn bên đây xem coi nó giống không nha. Ở đây thì cũng có thông số rõ ràng nè, 6 inch nè. Bên đây mở vạch nè. Và ở đây thì cái mã của nó là HGC0106 Inbon luôn ha. Wow. Rất là bự hết em. Thì ngoại hình anh em nhìn thấy là hai cái cảo này nó đều được làm bằng thép, khá là chất lượng hết em. Mình cầm lên rất là nặng luôn nè. Ở bên đây thì mình nhìn thấy nó sẽ có thương hiệu của Inco dập nổi nè ha. Còn khi mình lật qua đây thì nó sẽ có số 6 nè, 6 inch nè. Kích thước này nó sẽ là kích thước của cái cảo của mình kẹp được ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái thước ra, mình đo để cho anh em dễ hình dung ha. Bây giờ thì mình sẽ đo là cái kích thước của cái lòng cảo đi. Mình lo từ ở bên đây qua tới bên đây thì nó sẽ là 17.5cm ha. Thì nó sẽ tương đương với 6 inch luôn ha. Rất là chuẩn anh em. Thì tiếp theo mình sẽ đo xem là cái độ sâu của cái kẹp này nó kẹp được là bao nhiêu ha. Mình đo từ ở ngoài đầu nè cho tới ngay trong đây đi. Thì nó tầm cỡ 9cm anh em. Wow. Rất là rộng anh em. Và ở trên đây chúng ta sẽ có một cái ti nè. Hình như mình thấy nó được làm bằng sắt si ha. Thì nó cũng rất là sáng bóng anh em. Để bây giờ mình sẽ dặn ra thử xem coi như thế nào nha. Nè anh em nhìn thấy nè. Rất là nhẹ nhàng luôn ha. Ở trên đây thì mình nhìn thấy nó sẽ có là một cái đầu nè. Thì cái đầu này anh em có thể là mình lắc qua lắc lại được ha. Khi mà mình kẹp ở những cái phôi mà nó gồ ghề đó thì cái này nó sẽ xây theo cái phôi để nó tiếp xúc cái phôi nè. Rất là ok ha em. Thì sẵn ở đây mình có cây cân nè. Thì mình sẽ cân thử để xem coi trọng lượng của nó là bao nhiêu ha. Ở đây thì mình sẽ mở lên nha. Cái này thì mình sẽ cân từng cái ha. Ở đây thì mình cân cái này trước đi. Đấy, thì tổng trọng lượng của một cái cảo nó sẽ là 1.349 kg ha. Và ở đây mình cân luôn cái này ha. Thì cái này nó sẽ là 1.346 kg ha. Wow. Ngon lành hết em. Ok. Thì nói chung mà cái cảo này mình sẵn sale được với giá chỉ có vài chục ngàn thôi. Thì mình cảm thấy nó rất là hợp lý nha em. Hiện tại là mình mua trước là cái cảo 6 inch này nè. Thì vài bữa nếu mà có đợt sale nữa đó thì mình sẽ mua là những cái loại nhỏ hơn, cũng như là 3 inch, 4 inch, 5 inch nữa đó, để mình sử dụng hàng ngày ha. Thì anh em nào có nhu cầu mà mua sản phẩm này nè thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả. Anh em cứ nhấp vô đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha.
Anh em nào chưa đăng ký kênh, rồi ấn như nút đăng ký bên đây, rồi nút cái chuông. Khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha.